Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng dành cho bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Hồng Anh. Hôm nay, thứ hai ngày 21 tháng 3 năm 2016, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nồm ẩm kéo dài đến giữa tuần nhưng không khí lạnh sẽ tràn về ngay, khiến cho nhiệt độ các tỉnh miền Bắc xuống khá thấp. Có tới 36 căn nhà bị ảnh hưởng từ vụ nổ ở Văn Phú, Hà Nội. Nhiều gia đình sinh sống và thuê nhà gần hiện trường đã phải chuyển đi nơi khác. Phải khoảng 3-5 tháng mới khôi phục được cầu Gành và ga Sài Gòn đang phải gồng mình để trung chuyển hành khách từ đây đến ga Biên Hòa và ngược lại. Trong phần tin quốc tế, người dân Cuba chào đón nồng nhiệt Tổng thống Mỹ Barack Obama và gia đình với chuyến thăm lịch sử tới quốc đảo Caribe này. Người dân Mexico háo hức đón tiết xuân phân trên đỉnh kim tự tháp Teotihuacan. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nồm ẩm kéo dài trong suốt những ngày qua đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân. Tuy nhiên, dạng thời tiết này sẽ chấm dứt từ ngày 24 tháng 3, ngay trước khi có một đợt không khí lạnh tràn về. Thay vào đó, nền nhiệt xuống thấp, vùng núi cao khả năng có rét đậm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết ấm áp nhưng độ ẩm trong không khí rất cao, tạo điều kiện thuận lợi cho nồm ẩm, nấm mốc hoành hành. Đây cũng là khoảng thời gian mà nồm ẩm diễn ra mạnh nhất kể từ đầu mùa. Hiện tại một số nơi đã tạnh mưa, nhưng mưa sẽ còn quay trở lại trong đêm nay. Từ đêm ngày 23 tháng 3, một đợt không khí lạnh mạnh tràn về, kết hợp với trường gió trên cao sẽ tạo ra một đợt mưa rông trên diện rộng khắp Bắc Bộ. Thậm chí ở khu vực vùng núi từ Cao Bằng đến Hà Giang sang tới Lai Châu, Điện Biên có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, gió giật mạnh, không loại trừ có cả mưa đá. Nhưng bù lại đợt mưa này có thể giúp người nông dân có thêm ít nước tưới, còn các hồ thủy điện tích thêm nước trong bối cảnh khô hạn hiện nay. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục đối mặt với một đợt nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao từ 35 đến 37 độ. Do vậy, hạn hán và xâm nhập mặn vẫn còn rất gay gắt. Tình trạng hạn hán kéo dài từ giữa năm 2015 đến nay khiến hồ chứa nước của các nhà máy thủy điện thiếu nước nghiêm trọng. Thậm chí, nhiều nhà máy thủy điện ở miền Trung phải ngừng hoạt động để xả nước cho vùng hạ lưu. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, tính đến thời điểm này, hệ thống điện quốc gia có 81 nhà máy thủy điện đang vận hành với tổng công suất khoảng 15.570 MW, chiếm hơn 40% công suất lắp đặt toàn hệ thống. Trong đó, chỉ có 38 hồ có khả năng điều tiết nước phục vụ phát điện, tưới tiêu và cấp nước hạ du trong cả mùa khô với tổng dung tích hữu ích hơn 33 tỷ mét khối. Nhiều hồ hiện ở mức rất thấp, chỉ đủ để xả nước chống hạn cho hạ du, chứ không thể phát điện. Công ty cổ phần thủy điện A Vương, Quảng Nam, thủy điện Đa Nhiêm, Hàm Thuận, Đa My, tỉnh Ninh Thuận đã phải ngưng hoạt động. Khoảng 1,5 triệu người không có thu nhập vì hạn hán và hạn mặn. Con số này lại đang tập trung nhiều tại các tỉnh miền Trung Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long, nơi mà hạn hán và hạn mặn đang gây ra nhiều khó khăn cho đời sống của người dân. Đây là thông tin được đưa ra trong Hội thảo Khoa học nước và việc làm được Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hôm nay 21 tháng 3 tại tỉnh Thanh Hóa nhân sự kiện Ngày nước Thế giới 2016. Theo các chuyên gia, hiện nay sản lượng lúa tại đồng bằng sông Cửu Long sụt giảm, cây ăn trái cũng chịu ảnh hưởng, gia súc không có thức ăn nên phải bán vội. Một số vùng nuôi thủy sản như ngao, tôm do độ mặn quá lớn nên đã chết, phải thay đổi thời vụ và đất canh tác. Tình trạng này đã khiến cho nhiều nông dân không có thu nhập hoặc là thu nhập rất thấp. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên cũng ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hạn hán, trong đó có 4 tỉnh đặc biệt nghiêm trọng là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông. Các hồ cạn chứa nước, nhiều diện tích lúa đã chết, cà phê cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây cũng là các địa phương có số người bị ảnh hưởng thu nhập nhiều nhất và trong đó chủ yếu là nông dân. Dự báo thì số người không có thu nhập hoặc bị ảnh hưởng thu nhập sẽ tiếp tục gia tăng nếu như tình trạng hạn mặn tiếp tục diễn ra dài và nghiêm trọng như hiện nay. Thông tin xăng RON có thể tăng giá đến 1.700 đồng trong 2 ngày vừa qua khiến cho nhiều người dân lo ngại.
Tuy nhiên, đến giữa buổi chiều nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã phát đi thông báo. Từ 16h30 phút, giá xăng RON 92 tăng thêm 670 đồng một lít nhờ vào việc tiếp tục sử dụng thêm quỹ bình ổn giá. Giá bán lẻ các mặt hàng xăng và dầu diesel được Tập đoàn Xăng dầu Petrolimex và các doanh nghiệp đầu mối điều chỉnh tăng lúc 16h30 phút chiều nay. Trong đó, mặt hàng xăng RON 92 tăng 670 đồng một lít so với trước. Các loại xăng dầu khác có mức tăng cụ thể theo bảng sau. Đây là lần tăng đầu tiên của giá bán xăng dầu trong vòng hơn 5 tháng qua, lần gần đây nhất là vào ngày 3 tháng 10 năm 2015. Theo số liệu của cơ quan quản lý, trong chu kỳ tính giá gần nhất, các mặt hàng xăng dầu trên thế giới đã tăng mạnh, khiến giá cơ sở tăng cao hơn mức bán lẻ đang áp dụng. Trước tình hình này, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định tăng mức chi trả quỹ bình ổn giá xăng dầu để tránh việc đẩy giá mặt hàng này lên cao đột biến, gây hoang mang trong người dân. Phương án nêu trên giúp hãm đà tăng của giá bán lẻ xăng dầu, song vẫn gây tranh cãi bởi ngay khi giá thế giới tăng trở lại, bên phải chịu toàn bộ khoản chênh lệch vẫn là người tiêu dùng. Suốt nhiều tháng qua, trong bối cảnh giá thế giới giảm, người tiêu dùng vẫn phải chi trả hàng trăm tỷ đồng mỗi tháng do lỗ hổng về thuế phí trong cách tính giá cơ sở. Tiếp tục những thông tin liên quan đến vụ nổ kinh hoàng khiến 4 người tử vong tại khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, Hà Nội. Theo ghi nhận của phóng viên VTC14, vào chiều nay thì lực lượng chức năng đã hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường. Cùng với đó, nhiều gia đình sinh sống và thuê mặt bằng kinh doanh gần với khu vực xảy ra vụ nổ cũng đã thu dọn đồ đạc và chuyển đi nơi khác. Ngay sau khi công tác khám nghiệm hoàn tất, cơ quan chức năng đã thực hiện giải tỏa hiện trường, đồng thời tạo điều kiện cho người dân sống gần khu vực xảy ra vụ nổ được vào nhà lấy đồ của gia đình mình. Theo quan sát của phóng viên, tại căn nhà thuê của anh Phạm Văn Cường, người đã gây ra vụ nổ và tử vong trước đó, những người bạn làm cùng nghề với anh đang giúp gia đình thu dọn đồ đạc để mang về quê. Cùng với đó, những người dân sống ở những căn nhà bên cạnh cũng đã trở về lấy đồ đạc và chuyển đi nơi khác. Bước đầu thống kê sơ bộ, cơ quan chức năng cho biết có 36 căn nhà bị ảnh hưởng do vụ nổ, trong đó có 12 căn nhà bị hư hại nặng, 4 căn nhà do trực tiếp bị ảnh hưởng của vụ nổ, nên chính quyền địa phương đã tổ chức di rời người dân tới một khu chung cư cách đó 500 mét. Còn trao đổi với phóng viên VTC14 trong chiều ngày hôm nay, bác sĩ Kiều Văn Khương, khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Quân y 103 cho biết, ngày hôm nay sức khỏe của hai nạn nhân nặng nhất trong vụ nổ vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ Khương cho biết, cả hai bệnh nhân nặng nhất trong vụ nổ là anh Đặng Cao Thủy và chị Nguyễn Thị Lệ vẫn đang được điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Quân y 103. Cả hai nạn nhân bị đa chấn thương sọ não nặng, vết thương thấu não, xuyên xương sọ, vẫn còn dị vật kim khí trong não, xuất huyết não và phù não lan tỏa hai bán cầu. Hai mắt xuất huyết dưới kết mạc, nhiều vết thương phần mềm ở dưới da. Các bác sĩ cũng tiên lượng tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Đặng Cao Thủy có diễn tiến xấu, còn bệnh nhân Nguyễn Thị Lệ có chiều hướng tốt hơn. Nhưng để có kết quả chính xác thì phải chờ thời gian hồi sức cho cả hai bệnh nhân. Được biết, bệnh nhân Thủy là lái xe ô tô chở tôn thuê, trên xe đi cùng còn có chị Lệ. Sau khi bị sức ép từ vụ nổ, anh Thủy và chị Lệ đã bất tỉnh, bị kẹt trên xe ô tô và phải hơn một tiếng đồng hồ sau vụ nổ, cả hai mới được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường. Có lẽ trong vụ nổ thảm khốc tại khu đô thị Văn Phú thì trường hợp hai mẹ con chị Đào Thị Soản và cháu Đào Thị Quỳnh quê ở Thanh Oai, Hà Nội đi ngang qua và thiệt mạng tại chỗ đã khiến cho nhiều người thương cảm. Còn với những người thân trong gia đình thì cho đến bây giờ tai nạn ấy vẫn là một câu chuyện khó tin và chính bản thân họ cũng không muốn tin. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cháu Quỳnh tròn 3 tuổi. Được người nhà vội vàng dùng làm ảnh thờ, dù nay cháu đã lên 7. Cũng bất ngờ giống như sự ra đi của hai mẹ con. Mới sáng ngày còn ăn cơm cùng gia đình, mà chỉ vài tiếng đồng hồ sau, đã nằm trên đất lạnh. Người đàn ông 70 tuổi này, trải qua nhiều cay đắng của cuộc đời, vẫn không dám tin vào sự mất mát quá lớn mà mình đang phải trải qua. Sau khi đi ra cháu thì không nhìn thấy cháu đó. Và thấy vũng máu ở đấy thì tôi, bản thân tôi và tinh thần tôi, sức khỏe tôi yếu quá là nói chung nó cũng lả đi mấy lượt. Cho nên là anh em họ cứ giữ họ dìu tôi thì, và tôi vào chỗ đi vào bệnh viện thì nhìn thấy hai con và cháu nằm trên cái
nhà xác trên giường đó thì tôi không thể chịu được. Bảo là anh mẹ tôi bảo là cái xoàn tai nạn, thì khi tôi đi ra bảo là tai nạn mìn nổ đấy, thì khi tôi đi ra thì nghĩ là chắc là xác của em tôi với cháu tôi là tan hết rồi, nhưng ra thì ra đến hiện trường thì không gặp nữa, không gặp nữa, người ta đã đưa vào bệnh viện. Thì khi ra bệnh viện thì người ta đưa vào nhà xác thì tôi gặp em tôi với cháu tôi. Theo gia đình, ngày 19 tháng 3, thời điểm xảy ra vụ tai nạn thương tâm, là ngày cháu Quỳnh được nghỉ học, chị Soàn mới đưa cháu đi khám bệnh. Chồng thì đi vắng, còn một mình là phải đi chợ ngày, đi chợ buổi, đi chợ buổi. Không đi chợ thì ở nhà thì kiếm đồng là nuôi hai cháu ăn học. Đấy, thì thực tế là đối với hai cháu ăn học là cũng tốn kém. Ngày hôm nay, tròn 3 ngày sau sự ra đi của hai mẹ con, những vật dụng gắn liền với chị Soàn, cháu Quỳnh cũng được đưa về với đất mẹ. Nhưng nỗi đau thì vẫn còn trong lòng của những người đang sống. Cậu bé vừa mới 10 tuổi này phải tang mẹ gậy vông, mũ rơm quấn đầu. Mẹ con dặn con học giỏi để ba nhân về. Có lẽ từ nay, cháu Tú cố gắng học giỏi không chỉ vì mong bố sớm ra tù, trở về với gia đình, mà vì đó còn là lời dặn dò của mẹ khi còn sống. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội mới chỉ đưa ra kết luận sơ bộ về vật liệu gây ra vụ nổ dạng bom mà chưa có quyết định khởi tố vụ án. Các luật sư cũng cho rằng do người gây ra vụ nổ đã chết nên rất khó để quy trách nhiệm cho ai để tiến hành bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân trong vụ nổ nghiêm trọng này. Vậy, hành vi tàng trữ và sử dụng vật liệu nổ gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử lý như thế nào? Người bán chắc chắn biết là quả bom. Trao đổi với phóng viên, luật sư Hà Trọng Đại thuộc công ty luật Gia Lai cho rằng người bán quả bom cho anh Cường và bản thân anh Cường có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 232 Bộ luật hình sự đối với hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng chất liệu nổ. Tuy nhiên, mức xử phạt thì phải căn cứ theo kết quả điều tra. Mức xử phạt còn phụ thuộc vào cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành thu thập chứng cứ để chứng minh rằng là các cái hành vi này nó cụ thể như thế nào. Về mặt là lý luận thực tiễn thì tôi cho rằng là người bán quả bom này và người mua quả bom này là anh Cường chắc chắn rằng hai đối tượng này đã biết rằng đây là quả bom. Bởi vì sao? Biết được quả bom thì mới thỏa thuận được cái giá cả giữa người bán và người mua. Vì vậy hai người này đương nhiên là phải đồng phạm. Tuy nhiên cái hậu quả mà người trực tiếp gây ra thì đó là anh Cường. Trước khi xảy ra vụ nổ, anh Cường có nhờ anh Đào Văn Thủy giúp mình lăn quả bom ra vỉa hè. Tuy nhiên, dù nhiều khả năng không bị xử lý hình sự, nhưng rất có thể anh Thủy sẽ bị xử lý vì hành vi không tố giác. Chúng ta chưa khẳng định rằng là cái người hàng xóm này có bị chịu nhận hình sự không? Và giả dụ nếu người hàng xóm này có, thì chúng ta cũng không quy kết người hàng xóm này vào cái tội, vào cái điều 232 của chúng ta, mà chúng ta phải truy trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm. Cũng theo luật sư Đại, thì với trường hợp vợ anh Cường, người trực tiếp gây ra và đã tử vong sau vụ nổ, việc truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ phải dựa vào nhiều yếu tố sau khi cơ quan điều tra có kết quả chính xác. Liên quan đến vụ việc này, nhiều luật sư cũng cho rằng với những người thiệt mạng hoặc bị thương có tài sản hư hỏng, về luật thì họ phải được bồi thường. Nhưng trong trường hợp này, người gây ra thiệt hại đã tử vong nên khó có căn cứ để bồi thường thiệt hại. Liên quan đến sự cố sập cầu Gành Bắc qua sông Đồng Nai làm tê liệt hệ thống đường sắt, chiều nay Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục họp với các ngành chức năng nhằm tìm ra hướng xử lý phù hợp nhất. Tuy nhiên, nếu nhanh nhất thì cũng phải mất từ 3 đến 5 tháng mới khắc phục xong sự cố này.
Theo Bộ Giao thông Vận tải, trước mắt sẽ tập trung giải tỏa hiện trường và mất 3 ngày khảo sát giải phóng trục vớt xong xà lan, nhịp cầu bị chìm. Hiện nay đã có 3 phương án khôi phục cây cầu hơn 100 năm tuổi này là sửa chữa nâng cấp trên cầu hiện có hoặc là xây dựng cầu mới, hoặc sửa chữa trước và xây dựng cầu mới sau. Các phương án vẫn đang được cân nhắc, nhưng việc sửa chữa nhanh nhất cũng phải mất từ 3 đến 5 tháng. Trao đổi với phóng viên VTC14, ông Hà Ngọc Trường, Phó Chủ tịch Hội Cầu Đường Cảng TP.HCM cho biết cầu gành đến nay đã hơn 113 tuổi sau khi bị đụng. Chắc chắn sắt dầm cầu đã hư hỏng, không thể sửa chữa vì phần lớn sắt được lắp đặt bằng bu lông, không thể tái sử dụng được. Vì vậy, giải pháp trước mắt chỉ gia cố, sửa chữa cầu gành tạm thời do đường sắt lưu thông, nhưng không nên xây dựng cầu gành mới tại vị trí cũ hoặc gần bên cạnh cầu này. Sự cố sập cầu gành mặc dù không có thiệt hại về người nhưng đã làm tê liệt toàn bộ hệ thống đường sắt, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử hơn 100 năm của ngành vận tải này. Giải pháp trước mắt là tất cả các chuyến tàu đều phải dừng ở ga Biên Hòa, hành khách được trung chuyển bằng ô tô miễn phí đến TP.HCM và ngược lại. Còn giải pháp lâu dài để đảm bảo hoạt động ổn định trở lại thì vẫn chưa được ngành đường sắt đưa ra. Từ sáng sớm, gần chục ô tô chở hành khách từ ga Biên Hòa về đến ga Sài Gòn. Hành lý, hàng hóa, từ thùng to đến thùng nhỏ, tài xách, nách mang, xe đẩy, taxi hoạt động liên tục. Nhiều hành khách cảm thấy mệt mỏi sau thời gian dài đi tàu và giờ phải trung chuyển bằng ô tô. Giờ đi tàu là không có mệt, chứ mà đi xuống đây là đi xe nó mệt quá mệt rồi. Đi tàu là được. Mà giờ đi xe đi xuống nó mệt quá mệt. Đi xuống là xe là nó dẫn chuyến tới đi liền. Cho mẹ đi lên nên tàu mệt quá mệt đi. Sau sự cố sập cầu gần, tất cả các tuyến từ Hà Nội vào phải dừng ở ga Biên Hòa và chiều từ Sài Gòn đi phải dừng ở ga Sài Gòn hoặc Sóng Thần, Bình Triệu. Hành khách sẽ được trung chuyển miễn phí bằng ô tô cho cả hai chiều từ TP.HCM về Biên Hòa. Nhà ga cũng bố trí người khuân vác hành lý cho hành khách. Tại cầu thang lên quầy bán vé, biển thông báo cũng được ghi rất cẩn thận. Tuy nhiên, trong sáng nay, nhiều hành khách cũng phải đến trả lại vé vì sợ mất thời gian khi phải đi trung chuyển. Mua vé lâu rồi, mua vé cho ngày 25 đi, nhưng bây giờ cứ thấy là đi không có tiện, tại vì có người già, mà đi hơn nữa là có hàng hóa nữa, rồi đi tăng bo kiểu đó là nó khó khăn. Cho nên bây giờ trả vé để đi máy bay, không nhưng mà trung chuyển nó mất thời gian. Theo đại diện ga Sài Gòn, trong ngày hôm nay có 9 đôi tàu xuất phát từ ga với hơn 900 hành khách. Ga sẽ đảm bảo trung chuyển hết tất cả các hành khách đến ga Biên Hòa để tiếp tục hành trình. Ga cũng sẽ tạm thời ngưng tiếp nhận hàng hóa ký gửi để giúp việc vận chuyển thuận lợi hơn. Trường hợp hành khách trả vé sẽ được hoàn tiền 100%. Còn về giải pháp lâu dài để khắc phục sự cố cầu gần thì vẫn chưa được ngành đường sắt đưa ra. Từ hôm qua đến hôm nay thì chúng tôi chủ yếu là giải quyết xử lý tình huống. Trong 1-2 ngày tới thì sẽ dự kiến sẽ có cái công bố chính thức về cái kế hoạch tổ chức chạy tàu. Dự kiến là sẽ tổ chức hàng ngày 2 đôi tàu từ Hà Nội đến Nha Trang và ngược lại, 3 đôi tàu thống nhất từ Hà Nội đến Sài Gòn và ngược lại. Ngoài ra còn có 1 đôi tàu Vinh Sài Gòn, Sài Gòn Vinh, 1 đôi tàu Quy Nhơn Sài Gòn, Sài Gòn Quy Nhơn và 1 đôi tàu Sài Gòn Nha Trang, Nha Trang Sài Gòn. Ga Sài Gòn cũng gửi lời xin lỗi đến tất cả các hành khách vì sự cố vừa qua, đồng thời đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hành khách. Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 20 tháng 3, trên quốc lộ 13, đoạn thuộc tổ 8, khu phố 4, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại xưởng chứa gỗ nằm ven đường, khiến cho xưởng gỗ bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo những nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào thời gian trên, hai công nhân là người còn lại trông giữ xưởng gỗ trong đêm đã thấy khói bốc lên trong xưởng, liền đi kiểm tra thì phát hiện có cháy nên đã hô hoán mọi người và cố gắng dập tắt nhưng bất thành vì ngọn lửa bùng phát quá nhanh. Khoảng 30 phút sau, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động gần 10 xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ tới hiện trường để khống chế đám cháy. Nhưng do đây là xưởng gỗ, lửa bùng phát dữ dội nên sau hơn 2 giờ đồng hồ khống chế, đến 2 giờ sáng hôm sau đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Mặc dù vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng đã khiến cho đường dây điện trước cơ sở bị cháy rụi, nhiều ngôi nhà xung quanh bị ảnh hưởng nặng nề, cơ sở chứa gỗ bị thiêu rụi và đổ sập hoàn toàn. Người dân các tỉnh Tây Nguyên, đặc biệt là Gia Lai, hiện đang phải đối mặt với nguy cơ bùng phát bệnh sốt xuất huyết trong mùa khô năm nay.
Theo nhiều cơ quan y tế, thì đây là hiện tượng bất thường trong nhiều năm qua ở khu vực này. Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Gia Lai cho biết, tính từ đầu năm đến nay, trên toàn tỉnh ghi nhận có 606 người mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 75% so với cùng kỳ năm ngoái. Lo ngại hơn, bệnh sốt xuất huyết xảy ra rải rác tại 86 xã thuộc 16 trên 17 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Gia Lai. Mầm bệnh có ở khắp nơi đã gây khó khăn cho công tác phòng chống, khoanh vùng, dập dịch. Và nguyên nhân chính dẫn đến việc sốt xuất huyết lây lan là do điều kiện khí hậu diễn biến thất thường và nhiều gia đình đã trữ nước sinh hoạt trong các bể, thùng phi nhưng không đậy nắp và không tuân thủ việc thả cá diệt loang quăng. Từ nhiều năm nay, hoạt động khai thác cát trái phép diễn ra ở nhiều địa phương trong cả nước. Hút cát ở lòng sông không chỉ khiến cho nguồn tài nguyên bị cạn kiệt, làm thay đổi dòng chảy hay là gây sạt lở khắp nơi. Tại khu vực sông Chu, đoạn chảy qua huyện Thọ Xuân, Thường Xuân, Thanh Hóa, từ nhiều năm nay, mặc dù đã có lệnh cấm khai thác, tuy nhiên nhiều nơi tàu hút cát vẫn vô tư hoạt động suốt ngày đêm. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Những hình ảnh phóng viên ghi lại được khi tiếp cận bãi tập kết ở xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân. Vòi hút liên tục đưa cát từ dưới sông Chu lên bãi tập kết. Phát hiện sự có mặt của phóng viên, chủ bãi lập tức cho dừng mọi hoạt động. Chủ bãi cát thừa nhận khu vực này đã bị cấm hút cát từ nhiều năm nay. Tuy nhiên vì chót đầu tư, tốn tiền của nên vẫn tiếp tục hoạt động. Không có giấy phép kinh doanh, không có thứ gì tờ. Tự hút thế đấy. Tự hút là làm trộm. Trước đây thì thực tế nhưng nói mấy năm trước là bọn em có thầu. Thầu là thầu dưới sông thôi. Bây giờ là 2 năm nay là xóa bỏ cái đó đi rồi. Là cũng không thầu được này. Trước đây là thầu qua xã, thầu qua huyện. Ngay trước bãi cát này, biển cấm của lực lượng chức năng hoặc đã bị dỡ bỏ hoặc trong tình trạng như thế này. Ông đây vì bên em rào hết lại vì xã huyện nên người ta mới có cái lệnh cấm này. Đây là bên em đây còn cái cát tồn lại. Lệnh cấm à? Cấm từ bao giờ anh? Cấm. Lệnh cấm thì các cái bãi tập kết, đây là cái bãi tập kết trái phép thì cấm cũng lâu lâu rồi. Đây còn... Theo Ủy ban Nhân dân xã Xuân Bái, hai bãi cát này tồn tại suốt nhiều năm nay. Dù lực lượng chức năng đã nhiều lần xử lý vi phạm hành chính, yêu cầu dừng hoạt động, tuy nhiên để xử lý triệt để thì lại nằm ngoài thẩm quyền. Từ khi mà chúng tôi lên lập biên bản và xử lý phạt ấy thì là cũng đã cho lực lượng an ninh là yêu cầu gia đình là đã rào. Chắc nếu như mà các anh các chị đã lên trên đó thì là cũng thấy được cái hiện trạng, cũng đã niêm phong cái chỗ cái khu vực cát thôi. Chứ còn trong cái quá trình mà tuần tra rồi là kiểm tra thì không biết là đêm hôm gia đình có hút trộm hoặc là bơm lên nữa thì chúng tôi cũng chưa có cái thông tin nắm được và cái kiểm tra và phát hiện thì cũng chưa phát hiện được. Trong khi đó, không chỉ tại Xuân Bái, dọc sông Chu, đoạn chạy qua huyện Thường Xuân, Thanh Hóa, hoạt động hút cát còn diễn ra công khai hơn. Những bãi cát quy mô lớn với nhiều tàu thường xuyên tập kết quanh sông này vẫn hoạt động ngay giữa ban ngày. Thì đúng là xử lý theo thẩm quyền rồi đấy, bọn tôi cũng đã làm hết thẩm quyền rồi đấy. Cũng đã đình chỉ này, cũng đã xử phạt hành chính này. Thì họ dừng được ít hôm họ lại làm thì buộc phải báo cáo cấp trên với mình. Thấy người lạ thì dừng, còn nếu không thì vẫn thản nhiên bơm hút. Điểm chung của những bãi cát lậu trên sông Chu là nằm khá gần trụ sở của chính quyền địa phương. Chuyển sang phần tin quốc tế,
Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có chuyến thăm lịch sử tới Cuba. Đây là lần đầu tiên trong 88 năm qua một Tổng thống Mỹ đương nhiệm tới đây và đánh dấu một bước ngoặt đầy lạc quan trong quan hệ giữa hai nước. Với người dân Cuba, họ đã chờ đợi thời khắc này rất lâu rồi. Còn với du khách đang có mặt trên hòn đảo lửa, đảo Sai này, họ thật may mắn vì được chứng kiến bước ngoặt lịch sử quan trọng này. Tôi rất xúc động. Tôi đã nhìn thấy ông Obama trên truyền hình và bây giờ là ở đây, bước ra từ chiếc xe ô tô cùng với phu nhân của ông ấy. Thật tốt, chúng tôi, người dân Cuba đang ở đây để chào đón ông ấy. Việc ông Obama tới đây tạo ấn tượng rất tốt đối với chúng tôi và với cộng đồng quốc tế. Hãy cùng chờ đợi những điều tốt đẹp trong mối quan hệ giữa hai bên. Đó là cảm xúc háo hức của những người đã đội mưa suốt cả chiều tối ngày 20 tháng 3 theo giờ địa phương để được tận mắt thấy ông Obama, theo cách nói của họ. Đối với những ai không có cơ hội tận mắt thấy ông Obama, thì họ không quên cập nhật thông tin về chuyến viếng thăm của Tổng thống Mỹ qua màn hình TV. Tôi rất vui và phấn khởi bởi vì đây là thời khắc cho tất cả chúng tôi. Người dân Cuba không nghĩ ông Obama lại tới thăm đất nước này nhanh đến thế. Còn đây là khung cảnh quanh quảng trường Plaza de la Catedra vào sáng sớm nay. Tôi rất háo hức khi được nhìn thấy ông Obama ở cự ly gần như vậy. Cả người dân Cuba lẫn du khách đều cố gắng chọn cho mình một chỗ tốt nhất để có thể nhìn thấy Tổng thống Mỹ đầu tiên tới Cuba sau hơn 80 năm. Tôi đã từng thấy ông ấy, nhưng thấy ở Cuba thì thật là tuyệt, đúng là lịch sử. Trước đó vào chiều ngày 20 tháng 3, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã đích thân ra sân bay đón Tổng thống Obama. Sau hơn 8 tháng căng thẳng, cuối cùng vào ngày hôm nay 21 tháng 3, các núi rác thải quanh thủ đô Beirut của Liban cũng đã được xử lý. Động thái này được đưa ra sau khi chính phủ quốc gia Trung Đông thông qua kế hoạch chấm dứt khủng hoảng rác thải cách đây vài hôm. Theo kế hoạch, chính phủ Liban sẽ dành 50 triệu đô la Mỹ cho các dự án phát triển gần các khu vực xử lý rác thải và sẽ hỗ trợ hàng năm 8 triệu đô la Mỹ đối với các cộng đồng ở khu vực có bãi rác hoạt động. Hiện các công nhân ngành vệ sinh ở thủ đô Beirut đang được huy động hết công suất. Chúng tôi đang làm một công việc có ích. Các lực lượng an ninh đang giúp chúng tôi mở đường. Các khối rác đang được chuyển đi và chúng tôi sẽ làm việc 24 tiếng và suốt cả tuần. Cùng lúc đó, Liban sẽ thành lập một ủy ban để giám sát việc thực thi kế hoạch triển khai trong vòng 4 năm này trước khi đưa ra một giải pháp cơ bản và lâu dài đối với các vấn đề rác thải của đất nước. Mặc dù vậy, nhiều người dân Liban vẫn cho rằng đây không phải là một kế hoạch lâu dài và Liban vẫn có thể phải tiếp tục đối mặt với vấn đề rác thải trong thời gian tới. Trước đó, cuộc khủng hoảng rác thải đã bùng nổ vào trung tuần tháng 7 năm 2015 khi chính phủ Liban đóng cửa bãi rác thải Name lớn nhất của quốc gia được hình thành từ đầu những năm 1990 do quá tải. Cuộc khủng hoảng này thậm chí đã bùng phát thành nhiều cuộc biểu tình gây căng thẳng ở Beirut. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 21 tháng 3, theo cách tính lịch của người Mexico thì hôm nay trùng với tiết Xuân Phân và đã thành một nghi lễ truyền thống lâu đời. Cứ vào ngày Xuân Phân, hàng nghìn người dân lại đổ về kim tự tháp mặt trời Teotihuacan, một trong những công trình vĩ đại của nhân loại, để cầu nguyện và đón tiết xuân. Khi bình minh bắt đầu ló dạng, cũng là lúc dòng người đổ về kim tự tháp mặt trời Teotihuacan ngày càng đông. Để chào đón tiết Xuân Phân, người dân hướng hai cánh tay về phía mặt trời để hứng lấy ánh sáng mặt trời đầu tiên trong ngày. Người dân cho rằng năng lượng của mặt trời và của vũ trụ sẽ qua đôi bàn tay để ngấm vào cơ thể họ và họ sẽ được khỏe mạnh suốt một năm liền. Thật tuyệt vời vì chúng tôi vẫn gìn giữ được nghi lễ này. Cảm giác leo lên đỉnh kim tự tháp, cảm nhận sự thay đổi của đất trời khiến chúng tôi rất thư thái. Những người tham gia vào nghi lễ đón tiết Xuân Phân thường khoác lên mình trang phục truyền thống có màu trắng. Họ tụ họp thành từng nhóm và cùng nhảy múa bên nhau. Một số người còn mang bên mình những lá bùa hay những quả cầu pha lê để đón nhận được nhiều hơn năng lượng từ mặt trời. Đây là một trong những nghi lễ cổ xưa của Mexico vẫn được duy trì cho đến tận ngày hôm nay. Kim tự tháp mặt trời Teotihuacan được xây dựng vào khoảng năm 80 sau công nguyên bởi những cư dân của nền văn minh Aztec. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin Nhật ký cuộc sống hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.